Dưỡng lớn trái cây nhãn và phòng trị những con như là bọ xít và con rầy xanh, con rầy rệp và con sâu đục quả nhãn nhé. Nhãn này, số này sẽ đi về Đồng Nai để làm việc với cái cây nhãn trong thời điểm nó đang nuôi trái. Vừa dưỡng lớn trái, dưỡng lớn đẹp trái này, mát trái, hạn chế bị nứt méo, và còn phòng trị cả con bọ xít, con rầy rệp, con sâu đục quả trên cây nhãn. Một bộ như này thì các anh chị sẽ pha được khoảng tầm 400 lít nước cho một bộ như này. 400 lít là bằng với 20 bình đeo lưng nhé. 20 bình đeo lưng cho một bộ này. Đấy, để mà chia cái gói này cho dễ thì các anh chị sẽ sử dụng một cái vỏ chai nửa lít nhé. Một cái vỏ chai nửa lít anh chị đổ hết cái gói này vào. Xong cái rồi là các anh chị sẽ lấy cái nước sạch. Cái nước sạch ấy, các anh chị đổ vào, các anh chị hòa tan nó ra. Xong mà bù thêm nước cho đủ nửa lít. Rồi các anh chị đong cho mỗi bình khoảng tầm 50ml. Thì một gói này nó sẽ được 10 bình, là bằng với một phi. Thì anh chị hòa hai gói này ra, hai cái chai nửa lít kia, thì nó cho mỗi bình 50ml, thì nó sẽ hòa chung được với châu số này là đầy đủ hết nhé. Đây là được 2 phi cho bộ này nhé. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video, và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau.